Thưa quý vị và các bạn, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giành độc lập tự do cho Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã hy sinh biết bao xương máu trên khắp các chiến trường. Trong đó có một chiến trường ác liệt ngay trong lòng kẻ địch, đó là nhà tù đế quốc. Từ các trung tâm thẩm vấn, các nhà tù địa phương cho đến các nhà lao lớn như Lao Bảo, Thừa Phủ, Catinat, Chí Hòa, Tân Hiệp, Thủ Đức, Phú Quốc, Côn Sơn. Nơi đây chẳng những là một chiến trường ác liệt, không cân sức, mà còn là địa ngục trần gian đối với những chiến sĩ cách mạng không may bị sa vào lưới thù. Thành phố Đà Lạt thân yêu của chúng ta cũng vậy. Nhân dân Đà Lạt đã chiến đấu anh dũng, đã giành được chiến thắng vẻ vang và được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hòa trong không khí kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2 tháng 9, Thư viện Lâm Đồng trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Những năm tháng trong ngục tù đế quốc. Sách do Hội Văn học nghệ thuật Lâm Đồng, Ban liên lạc tù chính trị cách mạng thành phố Đà Lạt sưu tầm, ghi chép và xuất bản. Cuốn sách ghi lại gương chiến đấu của các đồng chí là cựu tù chính trị và tù binh đã kiên gan chịu đựng bao ngón đòn tra tấn dã man của địch để bảo vệ đồng chí, bảo vệ tổ chức cơ sở. Chính các đồng chí đã nêu cao khí tiết rạng ngời của chiến sĩ cách mạng, của người đảng viên trong công cuộc đấu tranh dưới nanh vuốt kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh cam go và ác liệt, có 733 liệt sĩ đã ngã xuống, 323 thương binh đã cống hiến một phần thân thể cho quê hương, hơn 1.100 cán bộ và đồng bào bị tra tấn tù đày, và hàng trăm cơ sở cách mạng vẫn chí cốt kiên cường phục vụ kháng chiến. Trong cuộc chiến đấu không cân sức nhưng thắng lợi vẻ vang, các thế hệ quân và dân thành phố Đà Lạt đã hun đúc nên truyền thống quý báu mà ngày nay cũng như các thế hệ con cháu chúng ta sau này phải tiếp tục gìn giữ, vun bồi và phát huy trong điều kiện mới. Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc.